Bây giờ là hai chị em chuẩn bị ha, đi sắm đồ rồi đi qua bên tiểu bang Louisiana, sẽ quay những cảnh như là phố Pháp. Rồi mình đi uống cà phê ha chị, ở bên phố Pháp. Rồi cho khán giả của đài cà phê và chuyện cà phê và chat thấy những cảnh rất là dễ thương và đẹp của tiểu bang Louisiana. Chào quý vị và các bạn của đài cà phê và chuyện cà phê and chat. Stephanie Kim Hương, Trầm Tươi, Michelle Quỳnh Lan. Chào quý vị, hôm nay là ba chị em đang ở phố Pháp, gọi là French Quarter, bang Louisiana, thành phố New Orleans. Và cái tiệm của bà chị gọi là Quarter Grocery, đồ ăn rất là ngon thưa quý vị. Ok, bây giờ vô trong nha, chào chị ba nha. Hôm nay là tới tiệm chị ba rồi, rồi order đồ ăn trong luôn ha. Ok, let's go. Vô surprise chị ba ha. Okay. Hey chị ba. Hi chị ba. How are you? Long time no see. Long time no see. My turn. Oh, đây là chị. Hi chị ba. How are you doing? Đây là chị Hoa coming. Đây là chị Hiếu. Đây là chị cả, chị gái, chị cả đó. Chị cả xong tới Tươi, xong rồi tới Quỳnh Lan, xong tới Kim Hương. Nhưng mà xen kẽ vô là còn chị Xuân, chị Quyết nữa ha. Rồi tí nữa là em hút nữa, giới thiệu quý vị cho những anh chị khác ha, với các em nữa, với các cháu nha. Cháu dạ, hai chị sáu. Thank you for coming. Okay. Dạ, sáu chị em gái. Bây giờ order bánh mì nha chị. Yeah. Bánh mì nha. Rồi, ok, let's go. Thank you. Rồi. Đây là hai cái nồi mèo. Có 12 cái nguyên cái này. Okay. Đây là chị Quỳnh Lan mua bánh mì nè. Po boy, quý vị ơi, shrimp po boy ngon lắm. Ngon lắm. Famous po boy. Mà tị mà chỉ. Nó còn đang nóng nổi. Nóng quá là run nó. Chị chỉ làm đồ ăn rất là ngon quý vị ơi. Bảo đảm. Po boy nóng quá run. Some for me. Ăn nóng hồi rất là ngon. Đang ăn gì đó? Bây giờ hỏi chị Trầm Tươi trước nha. Khoai tây chiên French fry. Giòn ngon lắm. Với lại chicken wings. Ăn đùi, cái này ăn đùi. Con này cánh nè. Ngon quá. Oh my god. Cut you guys eating. Ăn còn nửa quý vị ơi. Only half left. Hey, is it good? Save me some. Wow. Chị Ba hoặc là chị Hồng. Cái gì đây chị? Crawfish meat pie. Crawfish meat pie. Ngon không Hương? Cái này bỏ đây được không? Dạ. Delicious. Không quay đâu ạ.
hơi cay cay. Bây giờ chị Trầm Tươi chuẩn bị ăn bánh mì khô bôi quý vị ơi. Wow, mì ngon quá. Đây, đây là một ổi mì nè. Chị cầm ổi mì nè. Tôm chiên cà chua và salad. Đáng lẽ có sốt lắm nhưng mà tươi không ăn sốt. Ngon lắm. Cầm rớt tụng luôn. Ngon không chị Trầm Tươi? Tôm chiên ngon lắm. Đến đây là phải ăn bánh mì. Rất là ngon. Ngon á. Chị Ba ơi, tên tiệm là tên gì? Quarter Grocery and Deli. Cái đó là cái bịch để mua đồ ăn hả chị? Yeah, bỏ vô. Để cho người ta, bây giờ người ta không có xài plastic bag. Đúng rồi. Xài money, người ta xài cái này vải ha, yeah, để xài lại recycle. Vâng, cho em một cái tí nữa, cho em một cái nữa làm mang về làm kỷ niệm. Có souvenir, có sẵn sàng nhé. Vâng, chị ơi bây giờ chị cho tụi em đi một tour tiệm chị được không, tiệm Quarter Grocery được không? Bây giờ chị đứng ở cái chỗ quầy tính tiền phải không? Đúng rồi. Vâng, bên sau chị là thuốc, bán thuốc lá. Dạ, thuốc đủ lá ha, đủ loại. Vâng. Đây là display. Dạ, yeah, đây rượu ha. Okay. Đây là rượu. Mỹ người ta ăn cơm xong người ta uống rượu cho nó tiêu. Dạ. Yeah. Thì buổi tối người ta uống. Vâng. Rồi, dập đặn rồi các thứ nước, cà phê. Đây là nước ngọt. Vâng. Nhiều loại nước quá hả chị? Energy. Dạ. Yeah. Nước soda, rồi nước trái cây, rồi nước energy ha. Đây là hàng hóa bánh chip, ăn chơi. Yeah. Đây là bánh mì sandwich, and bánh chip. Họ kèm theo với lại mấy cái bánh mì ở đây không chị? Đúng rồi. Đây là mấy bánh giáp chiếc của New Orleans. Nổi tiếng đây không chị? À, nổi tiếng ở đây. Wow, spicy ID. Cajun potatoes. À, tới đây cũng mua mấy cái bánh chiếc của New Orleans về cho làm souvenir. Try. Cái này cay không chị? Này nói cay nè. Hơi cay chút thôi. Yeah, spicy. Còn có nhiều flavor lắm, cái này voodoo nó cay hơn chút. Yeah. Chị ơi, ở đây là quầy làm bánh mì của chị. Ở đây nổi tiếng gì chị? Homemade gumbo. Dạ, yeah. Homemade gumbo. Nấu mỗi buổi sáng. Dạ. Yeah. Rồi bánh mì tôm. Tôm shrimp po' boy chị. Shrimp po' boy. Dạ. Yeah. Rồi cá catfish. Vâng. Rồi red bean. Hamburger. Philly cheese steak. Vâng. Chicken wing. Crawfish pie, em thấy menu để yeah. Crawfish pie. Meat pie. Meat pie. Một ngày chị đoán là chị bán được bao nhiêu cái bánh mì shrimp po' boy chị? À, một ngày khoảng 30 khẩu shrimp po' boy. Còn nếu mà ngày lễ lớn như là ngày lễ Mardi Gras là một ngày bao nhiêu cái chị? Khoảng chừng chắc cũng 60 khẩu. 60 khẩu dạ, người ta ăn thêm ha. Bánh mì xuyên không á, còn các thứ khác á. Dạ vâng. 100 hơn 100 khẩu một ngày. Vâng vâng, tại vì có nhiều loại bánh mì khác yeah. nhau ha. Mà ở đây tiểu bang Louisiana là phải tới đây và ăn shrimp po' boy phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Đủ loại kem. Trái cây homemade. Cinnamon New bun. Orleans. Wow. Famous cookie baked every morning. And kem. Wow. Nhiều loại kem khác nhau lắm. Mỗi thứ chút chút. Wow. Có rất là nhiều du khách từ nơi xa, từ nước khác đến tiệm chị Ba Quarter Grocery để ăn thử những món đặc biệt như là bánh mì shrimp po' boy. Hi.
Hi. Are you a tourist or are you a local here? I am a tourist and we're all from Canada. There's 57 of us. Wow. Are you here for a family reunion or no, we're just on a big excursion through the States. We've been to Louisiana, Nashville, Massachusetts. We're going to Atlanta tomorrow. Nice. We're from California, but my sister's đây là một du khách từ nước Canada. What part of Canada are you from? I am from Newfoundland, but I live in New Brunswick. Okay, so you're like East Coast. East Coast. All right. Well, nice to meet you. Thank you for your patronage. Very nice to meet you. Yeah, thank you. Bye. Thank you. Yes, I'm excited. She showed me some photos. I was really excited to try it. You're in New York? Yes, I live in Buffalo. And then we came here for work. So we just finished up. Everyone left. And I was like, you know what? I've got enough time. Let me run over here. Stephanie's friend with you in New York. Đây là bạn của Stephanie Kim Hương, tên là Gabriel, từ tiểu bang New York. Gabriel mua một ổ bánh mì shrimp po' boy và bánh crawfish pie. I think she wanted to say something. Oh. Hi, Stephanie. Thank you for telling me to come over here and check it out. Well, it smells really good. Okay, 11:17. Nice to meet you. It was very nice to meet you. Yeah. Chẳng may không có đủ tiền, cho nên chị ba sẵn lòng cho ăn miễn phí. Bây giờ các chị em và các cháu đã ăn no nê, chuẩn bị đi ra dạo phố Pháp để hẹn chị Sáu là chị Xuân để đi uống cà phê ở quán nổi tiếng Café Du Monde.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo chương trình Cà phê và Chuyện, Cafe and Chat ở thành phố New Orleans, Louisiana. Hẹn lại quý vị và các bạn phần 3 đi uống cà phê với chị Sáu ở quán Cà phê Dumont. Đây là chị Sáu. Chị Sáu, chị Xuân. Thank you for watching.